con dùng cơm đi con. Ủa cô, ở nhà mình hay ăn xôi lắm hả cô? Này là gạo lứt, gạo lứt cho các con ăn giảm cân. À, hàng gì? Bao lâu cô mới về thăm anh Việt ở nhà một lần cô? Nửa tháng cô về một lần. Ồ, lúc đó là giao nhà cho hai cô gái này. Ừ. Nhiều khi ở nhà không có mẹ thì đôi khi cũng hơi bừa bộn một chút. Phải nói cảm giác của mẹ lúc mà từ dưới quê bước lên là không biết đường đi vô. Là coi như cái nhà này thành chuồng heo á phải không? À, nói tôi hiểu mà, trời ơi. Kêu mỗi lần đi ra đường đâu mặc bộ đồ đâu. Đồ dục không phải là đồ dơ mà kiểu mình qua đường mình mặc cái gì đó mình không thấy. Mình cứ thử hết bộ này bộ kia cho mình quăng đóng. Trong nhà này ai làm công việc của đàn ông? Đàn bà cũng là mẹ, đàn ông cũng là mẹ luôn. Hư một cái bóng đèn em sửa. Wow. Năm anh sửa. Tại hồi xưa em có sửa điện cho heo nên thành ra anh... Giờ em áp dụng sửa điện anh... cho người. Hai chị em có hay gây lộn nhau không? Ngày nhà hồi xưa ở chung thì có, còn bây giờ đi làm việc nhiều thì Thành này nên lo ai mà buồn kiếm người nào đó tự tâm sự, chứ không bao giờ gọi một lúc mà buồn. Kiểu không bao giờ mà đau khổ nhất là sẽ gọi em đau. Mình nghĩ hai chị em sinh đôi là có cái gì phải cãi nhau đúng không? Hỏi nhau, gọi nhau mà hai cô này lạ lùng vậy đó. Em bị một cái hội chứng là sợ ở một mình. Những lúc không có mẹ, cái gì không, những lúc chị Nam Anh đi làm, em ở nhà một mình thì như thế nào? Cảm giác ở một mình em bị hoảng loạn á. Không có. Lúc đó thì sao? Em hay đi ra ngoài đường. Em đi ngoài đường. Không, em vô bệnh viện ngủ. Không, em vô bệnh viện ngủ. Trời đất ơi. Em thích vô bệnh viện dữ lắm. Tại cái cảm giác mà nằm trong cấp cứu, hết người này là hỏi thăm, thế người kia hỏi thăm là được quan tâm, tâm hỏi. Được, có người thăm hỏi, có người biết mình đang như thế nào á. Nhiều khi đang đau lòng mà bị tổn thương thì cũng chạy vô bệnh viện khóc. Bác sĩ sao lại thôi, nín. Dạ. Mấy người chạy lại tâm sự nói chuyện sao khóc. Trời ơi, cuộc đời thì cái người diễn giải cho thêm rất là nhiều điều trong cuộc sống. Thấy tự nhiên cái ấm lòng sao mà cũng ngon. Hồi đó gia đình em nó bệnh á, tự lực đi chứ không bao giờ cho cô vô vào bệnh viện. Không bao giờ. Xin lỗi mẹ. Tại vì lúc đó em bị trầm cảm mà em không biết. Lúc nào người em cũng bực tức, cáo gắt. Cái gì em cũng khó chịu. Thì điều đầu tiên là xin lỗi mẹ. Điều thứ hai là con hy vọng mình con có thể vượt qua được giai đoạn này để không có làm cho mẹ lo lắng. Thật ra thì em cũng không biết từ gì để diễn tả nữa. Tại vì chỉ có trong chăn mới biết chăn có rận. Thì chỉ có tụi em mới biết được là tụi em đã trải qua những gì. Và những cái điều đó nó gây cho mình cảm giác như thế nào. Vừa rồi thì năm em có nói là nếu mà năm em không thể cố gắng được nữa chắc năm em sẽ đi mổ não. Mà mổ não thì sẽ quên hết tất cả mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu. Thì em nói là thì bắt từ đầu thì cũng là một cái hay. Tụi em không muốn đâu, tụi em vẫn muốn mình sống tích cực, tiếp nhận những năng lượng tích cực. Mà đôi khi có những chuyện. Nãy giờ nói trong công việc, nói một xíu thôi, một phút nữa thôi. Nói về chuyện tình yêu đi. Một tại chị chuyên gia tình yêu mà. Mặc dù chị đúng là cái đó. Cần phải nói đang đợi yêu nè. Đang đợi nói nè nó. Nè nãy giờ chị ngưỡng tại sao mà nãy giờ em thấy nãy giờ chị ngồi chị nhìn em hoài. Chị nhìn hai đứa hoài, chị nhìn thẳng vào mắt. Tại vì chị một điều chị nói thật sự để hai em tự tin lên là hai em rất đẹp. Rồi chị nói thiệt với em trong tình yêu nha. Nhưng mà nãy không được yêu người khác. Đó. Nghiêm túc. Yêu không được người này yêu người khác bởi vì khi mà em đi đau khổ vật vã về một cái người nào đó, tại sao em không nghĩ rằng em stop, em dừng lại, em soi kiến một cái, em trang điểm lên. 1 tỷ người đang nhìn tụi em. Chị là phụ nữ mà chị nhìn tụi em chị còn đắm đuối nãy giờ. Thì anh nghĩ rằng thôi trước tiên là phải làm sao vượt qua sức khỏe tinh thần vượt trước. Qua đúng không? Vậy thì lại cái dòng máu nó là giống ba hay giống mẹ? Dạ giống mẹ. Mẹ em ngày xưa hát ở dưới, em còn nhớ ngày xưa mẹ em đi hát ở đâu em mua hoa tặng mẹ. Ồ mẹ có đi hát luôn hả? Ủa mẹ hát, mẹ hát tân nhạc hay là tân cổ? Tân cổ cải lương gì biết hết luôn. Wow, đừng nói biết vũ đạo luôn nha. Hả? Hồi xưa là cô cũng như là cái dòng máu á, cả dòng họ cô là ai cũng lần hát. Cái sau này mẹ sanh ra là anh em cô bây giờ người nào hát cũng được hết. Nhưng mà ngày xưa cô rất là đam mê hát. Nhưng mà con cái là gia đình cho mẹ sanh con đông rồi không đó, có điều kiện mà bỏ cái ước mơ.
Lời đầu tiên cho phép Quốc Thuận xin gửi lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Và hôm nay chúng ta hãy hướng mắt lên sân khấu màn hình phẳng 5K để cùng thưởng thức một tiết mục, phải nói là một tiết mục rất bất ngờ nhưng mà chắc chắn là sẽ mang đến sự hấp dẫn, đặc biệt là với hai khán giả Nam Anh và Nam Em. Đó chính là tiết mục biểu diễn của nữ nghệ sĩ Kim Loan. Tôi để gửi lời cho khán giả gần xa với một câu ha, một câu giọng cổ là lá trầu xanh. Trời ơi, bài này con rất thích nha cô. Anh hứa với em khi mình đến duyên nên thì một lá trầu xanh cũng nên giờ nên chồng. Cao thắm trầu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng. Mỗi sáng tinh sương em gánh trầu ra chợ, trên con đường đê dài thoáng thắt đôi chân. Em không sợ nắng vàng làm héo lá trầu xanh, mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền. Dôi mắt kiếm tiền vừa buổi chờ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa